Chiến lược giao dịch ngày 18 tháng 5 năm 2023, như vậy đóng cửa phiên ngày 17 tháng 5, VN Index giảm hơn 5 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận là khoảng 11.600 tỷ. Đúng như chúng ta lo ngại thì thị trường ngày hôm nay đã có một cái phiên đảo chiều, khi mà mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua dòng 102 tỷ trên giá đô, và buổi sáng diễn biến phiên buổi sáng vẫn tích cực, VN Index có những lúc lên đến khu vực 0.70. Đấy, nhưng mà khi mà lượng hàng khớp lớn của phiên mua cách đây 2 phiên về và bán ra thì rõ ràng là thị trường không giữ được cái đà tăng. VN Index điều chỉnh và cái chỉ báo đo động lượng stock của SCI cũng đã xác lập tín hiệu đảo chiều, và VN Index lùi về sát cái đường MA5. Tuy nhiên là với cái diễn biến sức mạnh của thị trường chung chuyển sang trạng thái chờ xác nhận đường thống kê xác suất cắt xuống đường trung bình 10 ngày và thống kê danh mục tổng hợp vòng tròn xác suất chuyển sang màu đỏ, thì tôi nghĩ là nhiều khả năng VN Index sẽ điều chỉnh tiếp. Đấy, có thể sẽ không giữ được cái đường MA5 và lùi về ít nhất cái khu vực phim 0.5 vùng 0.54. Như vậy là đối với cả thị trường cơ sở thì tôi nghĩ là chúng ta tiếp tục quan sát để hạn chế mua vào, và có thể nếu mà những cái cổ phiếu nào mà chúng ta thấy đã vi phạm những cái điểm bán của chúng ta thì chúng ta nên cơ cấu. Giao dịch thì chúng ta sẽ tập trung nhiều ở thị trường phái sinh. Đấy, và chúng ta thấy là kể cả phiên sáng ngày hôm nay chúng ta có bị đánh lừa khi mà có những cái tín hiệu xác nhận chỉ số đi lên đường MA5 cắt lên đường MA20 theo khung đồ thị 15 phút ở phiên buổi sáng, xác nhận lúc mức giá là quanh 0.68, chẳng may chúng ta có long vào tại thời điểm đấy, thì đến phiên buổi chiều khi xác nhận tín hiệu đảo chiều đường giá cắt xuống đường MA20 theo khung đồ thị 15 phút cũng ở cái mức giá quanh 0.68 thì chúng ta có thể đóng lệnh lại, đóng lệnh long lại và gần như là không chịu tổn thất nhiều. Thế thì với cái diễn biến trên thị trường phái sinh như buổi chiều diễn ra buổi chiều thì bắt đầu khung 15 phút xác nhận đường MA5 cắt xuống đường MA20 thì tôi thiên hướng hơn là chúng ta sẽ tập trung sọt ở phiên ngày mai. Đấy, tuy nhiên là với cái diễn biến sức mạnh của phiên 30 vẫn được đóng cửa ngày hôm nay vẫn ở trạng thái mạnh dần thì có thể chúng ta phải chờ ngày mai chuyển sang trạng thái ít nhất là chờ xác nhận thì chúng ta mới kích hoạt tín hiệu sọt. Ngoài ra thì chúng ta lưu ý ngày mai là phiên đáo hạn phái sinh nên chúng ta cũng sẽ có hai phương án. Một là chúng ta sọt trên chỉ số hợp đồng 2305 thì chúng ta lưu ý giá sọt có nghĩa là vẫn sẽ ở quanh cái khu vực khoảng đường 20 theo đường 15 phút, tức là đầu quanh khu vực 0.68. Thế bởi vì là bây giờ tín ngưỡng hỗ trợ MA100 ở khu vực khoảng 0.61 thì ít nhất là chúng ta nếu mà sọt ở khu vực khoảng 0.68 thì chúng ta có thể kiếm được 7 điểm. Đấy, còn nếu mà chúng ta sọt sâu xuống hơn thì rất là khó kiếm lợi nhuận. Đấy, còn cái ngưỡng cắt lỗ nếu chúng ta sọt được khu vực 0.68 thì sẽ là cái khu vực 0.72. Còn nếu mà anh chị muốn cẩn thận hơn thì có thể tìm cái điểm sọt trên cái hợp đồng 2306. Thế thì bây giờ cái điểm sọt đẹp ở cái đường 20 theo khung đồ thị 15 phút của cái hợp đồng 2306 là khu vực 0.64. Đấy, nếu anh chị sọt được khu vực 0.64 thì nó có cái ngưỡng chốt lời ở đường 100 là khu vực 0.57. Đấy, và cái ngưỡng cắt lỗ sẽ để ở khu vực khoảng 0.68.